Origami, biểu tượng của sự hoàn mỹ, may mắn và đa sắc màu hạnh phúc. Đến từ Nhật Bản, nơi thiên nhiên trong trẻo, sánh vai đô thị sầm uất, nơi những giá trị truyền thống, dẫn lối tương lai khởi sắc thịnh vượng. Tới The Origami, cảm hứng Nhật Bản, dưới lòng Vinhomes Grand Park, 271 hectare. Thành phố công viên trong lành thuần khiết, lá phổi xanh diệu kỳ 36 hectare, cùng chuỗi công viên chủ đề độc đáo, đa kết nối bởi vạn trải nghiệm. Thành phố tiện ích kim cương, trọn vẹn tiện nghi với 6 trụ cột tiện ích hoàn hảo, kiến tạo chuẩn sống văn minh đẳng cấp. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec mầm non và liên cấp chuẩn quốc tế Vinschool, trung tâm thương mại lớn bậc nhất khu đông Vincom Megamall, tháp văn phòng 45 tầng kiêu hãnh, tâm điểm thương mại sầm uất The Manhattan. Bến thuyền Manhattan Glory sang trọng, thành phố thông minh với 4 trụ cột cốt lõi, tiên phong ứng dụng công nghệ thế giới, AI và IoT. An ninh thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng thông minh, căn hộ thông minh. Dẫn đầu xu hướng di chuyển xanh, cùng xe buýt điện Vinbus và Metrolight Bến Thành Suối Tiên, kết nối quận nhất và quận 9. Nơi The Origami dẫn lối vào chốn sống tâm điểm phía đông thành phố của những giá trị sống hoàn mỹ, mang đậm hơi thở xứ Phù Tang. Nơi kênh đào xanh mát bao quanh, mở ra tầm nhìn không giới hạn. Sở hữu bộ đôi vườn Nhật nội khu an nhiên, nơi miền xanh trải rộng ngút ngàn, đón trọn yên bình qua từng khung cửa. Công viên nội khu phong cách resort, sống chất nghỉ dưỡng ngay thềm nhà. Công viên The Rainbow, thảnh thơi tận hưởng đa sắc màu hạnh phúc. Nơi cộng đồng văn minh gắn kết, vun đắp thế hệ tương lai độc lập, ngập tràn yêu thương. The Origami, tinh thần Nhật, chuẩn sống xanh.